Ok, chào mừng các bạn trở lại với Radio cùng bạn ha. Trong cái số lần này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái bí quyết để các bạn học nghề và chọn nghề ở Đức như thế nào. Thì có một cái số Radio cùng bạn mình đã chia sẻ cùng các bạn cái bí quyết này rồi, là cái cách mà các bạn xin Kursai để đi học nghề ở Arab Agentur như thế nào đó. Thì ngoài ra ở cái số này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cụ thể hơn từng cái bước để trong cái việc mà các bạn chọn cái nghề phù hợp cho các bạn như thế nào. Thì đây các bạn có thể thấy đây là cái cuốn Reforms for Beratung, làm cho cái nghề Kauffrau in Eisenhandel. Thì đây là một cái cuốn mà các bạn có thể thấy là, tức là khi mà các bạn học những cái nghề liên quan đến Kauf Manager Befrei á, thì các bạn sẽ thi cái kỳ thi của IHK. Thì các bạn sẽ phải trải qua những cái kỳ thi như thế này. Và ở đây các bạn có thể thấy là cái quyển sách này, đây là một cái bộ đề, giống như là những cái bộ đề thi, giống như là gần như là thi, bộ đề thi, tiếng Việt mình gọi là bộ đề thi mẫu các bạn, tức là những cái đề thi, các kỳ thi của IHK về từng ngành thì nó sẽ khác nhau, nhưng mà nhìn chung thì cái sơ đồ các bạn, cái sơ đồ thi nó sẽ giống như vậy. Thì ở trên đây các bạn có thể thấy là đây là 2000 cái bài tập trong một cái quyển sách này. Thì như nếu mà các bạn học cái nghề Eisenhandel này đó, thì cái phần thi của các bạn đó là sẽ có Thai Ai và Thai Survey, thì Verkauf und Marketing, Marketing nha các bạn. Bây giờ là hầu như là các bạn học tất cả những cái ngành nào mà liên quan đến Kauf Manager Price là các bạn đều phải qua cái phần Marketing này. Và cái Marketing đó, ở trong tiếng Đức đó, thì nó có những cái thuật ngữ rất là khó. Cái hồi mình học á, mình mặc dù mình cũng là dân marketing nhưng mà cái ngôn ngữ mình học ngày trước là tiếng Anh với tiếng Việt thôi, cho nên khi mình qua phần tiếng Đức á, thì mình phải cập nhật từ vựng rất là nhiều. Thì nếu như mà có nhiều bạn nào hứng thú với cái việc mà tìm hiểu mà từ vựng trong lĩnh vực marketing bằng tiếng Đức á, thì mình sẽ làm một cái số để giới thiệu từ vựng cho các bạn. Thì đó, thì trong cái cuốn này á, thì nó sẽ có những cái câu hỏi như thế này, và ngoài ra thì nó sẽ có là cái phần thi thứ hai. Đó là cái phần mà cái quá trình mà cái process ha, tiếng Việt mình là một cái, các bạn có thể tìm hiểu về cái quá trình mà một cái công ty hoặc là một cái cửa hàng á, nó sẽ được thực hành như thế nào, tức là người ta làm như thế nào, mỗi ngày gồm có những cái việc gì, rồi cái quá trình làm hóa đơn, quá trình giao tiếp với khách hàng, tất cả thì các bạn đều được học trong quá trình học với và cái đề thi như thế này. Và cái quyển này các bạn thấy không, tới 504 trang đây, 504 trang. Thì trong đây á thì sẽ có cả từng phần bài tập và có cả luôn cái phần trả lời câu hỏi. Thì mình thấy như vậy rất là tiện. Các bạn nào mà muốn học về cái nghề này đó, thì cái nghề này là các bạn có bằng rồi thì mình nghĩ là không lo thất nghiệp đâu, bởi vì là nhu cầu cao, nhất là các bạn ở cái thành phố lớn đó. Các bạn cứ nộp đơn và có bằng thì sẽ nhận, dễ được nhận thôi. Làm phạt khói và rin, rồi làm việc trong những cái cửa hàng này, bán quần áo chẳng hạn đó. Nhưng mà tất nhiên là khi mà các bạn có cái bằng nha, thì cái mức lương của các bạn sẽ khác ha. Hồi mình học có một cô là cổ làm cho cái siêu thị kia rất là lâu năm, mà cổ làm là factrator lighterin luôn, tức là làm người thay thế cho cái cô trưởng. Mỗi khi cô đi đâu là cổ đã làm hết việc luôn. Nhưng mà cái mức lương cổ rất là thấp, bởi vì là cổ làm nhiều năm nhưng mà cổ không có cái bằng IHK các bạn. Cuối cùng sau đó cổ phải đi học để có cái đề thi này để cô được luyện thi. À, mình nói thêm nữa là các bạn mà làm trong những cái lĩnh vực nghề đó, thì khi mà các bạn làm được khoảng tùy nghề nha, 4 đến 5 năm thì các bạn có đến, mặc dù là các bạn chưa có bằng cấp gì hết nhưng mà các bạn đã có kinh nghiệm học nghề rồi á, thì các bạn có thể đến Arab Agentur để xin một cái Kursai để luyện thi 6 tháng hoặc là 1 năm. Rồi sau khi mà các bạn nhận được cái Kursai đó, các bạn đi luyện thi á, thì các bạn sẽ được thi trực tiếp luôn, tức là các bạn bỏ qua cái giai đoạn học nghề, bởi vì các bạn đã đi làm có đủ kinh nghiệm rồi. Bây giờ các bạn chỉ học luyện thi đúng 1 năm hoặc là 6 tháng tùy ngành ha. Như Eisenhandel thì có 6 tháng thôi các bạn. Thì các bạn luyện thi xong rồi các bạn thi thôi. Nếu đậu thì ok là xong.
Còn không đậu thì có thể xin, cũng có thể xin thêm một một thời gian để luyện thi nữa. Mình biết có bạn từng xin được như vậy đó, thì các bạn cứ thử. Nếu mà bạn nào mà đã làm việc lâu năm ở trong một lĩnh vực nào đó ở Đức mà vẫn chưa có bằng cấp á, thì nên đi ra Arbeitsagentur đó để xin cái Kurzzeit để đi học luyện thi. Thì cái Kurzzeit này cái giá trị cũng tương đối cũng vài ngàn đó các bạn. Sau đó thì có cái Kurzzeit rồi, các bạn muốn tìm chỗ nào luyện thi cũng được, trường nào cũng được. Rồi sau đó là các bạn sẽ đi sẽ học mỗi ngày đến trường như học sinh bình thường thôi, ngày 8 tiếng, 8 tiếng rồi nếu mà học foresight đến ngày thì đi thi. Đây còn cái cuốn này nữa, đây là cái cuốn Verrechnungswesen. Đây là những bạn mà học những cái ngành liên quan đến Gesundheitswesen ha, thì các bạn nên mua cái cuốn này để xem. Thì đây là cái cuốn mà mình thấy nó diễn giải rất là hay nè, các bạn có thể thấy không? Tất cả những cái phần ở đây nè đều diễn giải rất là tốt. Đó, đây là cái trang web của cái sách này, các bạn có thể xem để tìm hiểu thêm. Đó, tất cả các phần của sách nè, có cả luôn cái phần diễn đạt các cụm từ, các khái niệm như thế nào và các tình huống. Nói chung là cái phần cơ bản của Rechnungswesen thì cho tất cả các nghề đều giống nhau cả. Cân toán tài chính balance, nói chung là những cái đó đều giống hết. Rồi ngoài ra một cuốn nữa mình muốn giới thiệu với các bạn á, là cái cuốn này. Các bạn học đây, đây là cái cuốn những vấn đề chung về về kinh tế nè. Thì cái cuốn này á, egal là các bạn học ngành nào nha, nhưng mà liên quan đến kinh tế thì các bạn nên có cái cuốn này. Đây đây là cái đồ bảo tập mình đem từ Việt Nam qua cho các bạn, lâu lắm luôn rồi đó, mười mấy năm á, mà lại bao giờ cái này lại bên đựng mình bao luôn đó. Đây họ diễn tải diễn giải những cái cụm từ kinh tế bằng những cái sơ đồ như thế này rất là dễ học. Đây cái cuốn này đây các bạn có thể coi cái tên nhà xuất bản để tìm trên mạng. Thì cái cuốn này là bao nhiêu trang ta, đây 670 trang các bạn đó, nhưng mà mình thấy nó rất là ok bởi vì cái diễn giải của nó là tuyệt lắm luôn á. Khi khi mà các bạn cần thắc mắc về các vấn đề về kinh tế đó thì các bạn cứ vỡ cái cuốn này ra rồi các bạn đọc tìm hiểu mỗi ngày đọc vài trang. Rồi ở trong đây nó có cái anh về mai viết sáp lerer này á, mình thấy nó hay lắm. Tại vì cái phần đầu của nó là có học về cái Unternehmen Formen, là những cái dạng công ty mà ở Đức á. Cái chủ đề này rất là hay, nếu mà các bạn nào thích thì mình sẽ làm một số để giới thiệu cho các bạn. Bởi vì là ở Đức nó có rất là nhiều cái dạng công ty trách nhiệm hữu hạn, không không có chỉ không không chỉ là những cái công ty trách nhiệm hữu hạn đâu, rồi những cái công ty mà cổ phần nữa, mà nó có những cái công ty mà cái dạng liên kết nữa, rồi cách chia cổ phần của nó rất là khác, nói chung là không giống như ở Việt Nam. Cho nên nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm á, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số để chuyên nói về Unternehmen Firmen mình thôi ha, để các bạn biết sau này ví dụ như có đi làm việc với công ty này công ty kia, hoặc là xin vô đó làm thì cũng biết được là người ta làm cái gì. Rồi đây, đây một cuốn nữa. Đây là cái cuốn Work 2010. Cái cuốn này á, là dành cho người già, nhưng mà cái này hồi đó mình mua là để dành cho mình. Và các bạn biết sao không? Tại vì á, hồi mình học Work á, mình nhớ là mình bắt đầu học máy tính là từ năm 1999, là lâu lắm luôn rồi. Mà chỉ học bằng tiếng Anh thôi. Cho nên là khi mà mình đến Đức á, thì mình bị gặp những cái từ ở Đức thì người ta lại xài software bằng tiếng Đức chứ không phải bằng tiếng Anh. Đó, cho nên lúc mình vào trường á, nhất là cái bàn phím á các bạn, thời gian đầu đánh rất là khó, tại vì mình quen cái bàn phím tiếng Anh rồi, nên khi mà chuyển qua bàn phím tiếng Đức thì rất là khó, tại vì có một số phím nó khác đó. Thì cái sách này á, vì sao mình phải mua? Bởi vì là các bạn thấy không, ở đây nó có những cái diễn giả nè, nó có diễn giả cho các bạn đây. Đây, diễn giải cho các bạn những cái cụm từ này như thế nào. Thì các bạn nên mua cái cuốn này bởi vì là nhiều khi các bạn đi vào những cái công ty mà các bạn thực tập á, thì sẽ được giao những cái việc về sử dụng máy tính, mà nếu như các bạn không biết những cái cụm từ bằng tiếng tiếng Đức á, nó như thế nào thì làm sao mà mình có thể sử dụng một cái software của họ đúng không? Đó, như mấy cái này này các bạn thấy không? Trời ơi, nó lúc đầu thật sự đối với mình là khó lắm, nhưng bây giờ lại quen rồi. Chuyển qua tiếng Anh lại thì lại hơi hơi khó một chút, quen cái này chuyển qua cái kia thì hơi khó đó. Thì mình khuyên là các bạn nên mua, ví dụ như bây giờ các bạn vào công ty đó thì họ giao các bạn những cái việc mà liên quan đến đến văn bản á, thì nên mua cái cuốn Word này để xem. Cuốn này hình như chỉ có mấy đồng thôi à,
Rồi sau đó là nếu như học Excel thì cũng nên mua một cái cuốn liên quan tới Excel hoặc là PowerPoint để các bạn tìm hiểu thêm. À, những bạn nào ở Đức mà muốn lấy cái cuốn này thì mình cũng có thể để lại cho các bạn ha, nếu bạn nào thích. Tại vì giờ mình cũng không cần, nó cũng còn như mới. Thì ngoài ra cái một số bạn cũng hỏi mình những cái câu hỏi mà liên quan đến cái việc mà học nghề á, thì nên ở cái lứa tuổi ngoài 30 thì các bạn nên chọn như thế nào. Thì mình cũng khuyên á, là đầu tiên để học cái nghề nào đó thì các bạn nên tìm hiểu về cái nghề đó. Bây giờ là các bạn xác định là các bạn học bằng mọi giá để có được cái bằng. Tại vì mình bây giờ các bạn đã ba mươi mấy tuổi rồi, đâu có ai mà có thời gian để vào học 1-2 năm rồi để nghỉ, đúng không? Cho nên là ai cũng muốn học được, đi đến đường cùng hết á. Mà mình nghĩ theo một cách mà thực dụng chút ha, là học là phải thi đậu. Tại vì đó là cái mục đích cuối cùng của các bạn mà. Thì có bằng thì mới đi làm được. Đó, cho nên á, cứ như vậy các bạn chịu khó đầu tư. Cái quyển này nó dày cọm vậy thôi nè, nhưng mà giá của nó là, đây là các bạn, giá của nó là 32 euro nè. Thì đó, các bạn chịu khó, ví dụ như muốn học ngành nào thì cứ hoặc là vào nhà sách xem, hoặc là mua một cái cuốn Reform for Brighton như thế này để về xem của cái ngành nghề đó ha. Ví dụ như Industry Call Brown thì một cái cuốn giống vậy, cái ở dưới nó có chữ Industry Call Brown đây các bạn, chỗ này nè. Đó. Thì các bạn mua về để xem thử coi cái là cái đề thi người ta thi cái gì, rồi những cái phần thi này nó có cái gì khó khăn không, rồi liệu là tôi học xong rồi tôi có thi đậu hay không. Thì trước khi học thì cũng nên biết là sức lực của các bạn nằm nằm ở mức nào, rồi mình cũng biết được đường hướng để cố gắng. Chứ mình thấy có nhiều bạn cứ nhào vô học đại cho tới năm hết năm nhất cái theo không nổi nghỉ. Lớp mình ngày xưa các bạn biết học nhiều bạn lắm mà tới lúc tốt nghiệp chỉ còn có hình như 6-7 đứa gì đó, 6 đứa thì phải, mấy bạn kia nghỉ trơn tại vì giữa đường họ thấy khó quá họ không theo được. Mà toàn là người Đức với các bạn, hồi đó lớp mình chỉ có mình với một cô là người nước ngoài thôi. Mình người Việt Nam, còn bạn kia là người Mexico, còn lại là toàn Đức thôi, nhưng mà họ vẫn không theo kịp đó. Cho nên cái vấn đề ở chỗ là các bạn phải coi trước là cái ngành các bạn học có 21 đề thi nó sẽ ra như thế nào, cái phần thi gồm những cái đề thi sẽ gồm những cái phần gì. Chứ bây giờ các bạn cứ 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 nhà cứ vô học 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 tới khi nào thi thì thi, thì tới lúc vô lại có những cái môn quá khó, rồi sau này thi cũng đâu có đậu. Mà các bạn biết rồi đó, IHK mà các bạn thi 2 lần mà không đậu á là coi như là đâu có được nữa, đúng không? Là coi như phải đâu có được phép thi lại nữa đâu. 2 lần hoặc là 3 lần phải, tùy tùy thành phố. Nhưng mà mình nhớ cho mình là hình như là 2 lần không đậu thì lần thứ ba vẫn được thi lần thứ ba, nhưng vẫn được. Nhưng mà các bạn nghĩ cái công sức học mà mỗi lần đi thi lại là stress lắm. Đi thi đâu có vui gì các bạn. Trời, tuổi nào đi thi cũng stress như nhau. Ngồi lo lắng, các bạn biết mình hả, mà trước khi mình đi thi ha là mình luôn dành tới hả, coi như mình thức sáng đêm để ôn bài luôn á, ngủ ngày được có một khoảng 2-3 tiếng gì thôi à, tại vì nó căng thẳng lắm. Đó thì khi mà các bạn đã xác định được cái nghề nghiệp mà các bạn đã học á, thì mình vẫn như cái số radio cùng bạn trước đây mình đã nói rồi, thì có 2 cái dạng. Một cái dạng là các bạn học vì các bạn yêu thích một cái ngành nghề nào đó, thì mình nghĩ là ít bạn lắm, đặc biệt là những cái bạn ngoài tuổi 30 rồi, thì học vì yêu thích, học chỉ vì yêu thích nha, mình nhấn mạnh cái từ chỉ vì yêu thích thì rất là ít. Phần lớn các bạn học vì để có cái bằng để đi kiếm tiền, cho nên là phải xác định được là khả năng của mình ở đâu và mình học cái gì mà mình có thể thi đậu được á, thì hãy nên học. Chứ còn học nửa chừng mà nghỉ thì vừa phí tiền, phí sức mà còn phí thời gian nữa. Bởi vì cuộc đời ngắn ngủi mà các bạn, xác định được cái gì là phải đạt được cái mục tiêu đó. Thì mình quay trở lại cái vấn đề này ha. Thì khi mà các bạn học những cái môn về kinh tế đó, thì các bạn sẽ thấy đây. Tất cả các ngành như Industry Kauffrau, Kauffrau für Eisenhandel, Kauffrau für Rosenhandel, rồi các ngành về lager, nói chung Rechnungswesen, thì tất cả những cái ngành học đó thì các bạn đều phải đi qua cái bước ba đầu tiên á. Tức là các bạn hình dung như thế này, khi các bạn bắt đầu một cái kỳ học nghề ở Đức thì những cái môn mà Grundlagen đó là những cái môn cơ bản á, đại cương ở tiếng Việt mà gọi là những môn đại cương, thì các bạn sẽ học chung với nhau. Thì tất cả các ngành học luôn đều học chung trong một lớp.
Tùy tùy trường, nếu mà trường nhỏ quá thì thường là họ họ nhét hết, họ cho tất cả các bạn vào học chung một lớp luôn. Thì như mình ngày xưa là cái lớp của mình nó làm 20 mấy người thì có tới 10 mấy ngành học của các bạn mà học chung một lớp ở cái môn đại cương á, 20 mấy gần 30 người á, nhiều. Có những cái ngành mà giống như là Büro Kauffrau á các bạn, là sau này học ra làm thư ký á, là có chỉ có 1 2 bạn học thôi. Bởi cái ngành đó các bạn biết sao không, khó tìm việc làm lắm, tại vì nhu cầu thì không nhiều, mà người ta chỉ tuyển được, người ta tuyển những người mà có khả năng viết tiếng Đức tốt đó, là chủ yếu. Còn người nước ngoài thì học thì khả năng xin việc khó lắm, tại vì làm sao mà mình cạnh tranh lại với những cái người bản xứ, đúng không? Cho nên mình nhớ năm đó mình học có một cô duy nhất là cô người Nga, nhưng mà cô cũng ở đây cũng gần, cô đó lớn tuổi khoảng 45 tuổi, cô ở đó đây cũng 30 mấy năm rồi mà cô vẫn đi học nghề đó. Xong, đây cái Runelager, Det Wissenschaften, thì cái môn đây là những cái môn mà 1 2 3 4 5 6 7 8, đây là những, là 8 cái môn đại cương mà các bạn sẽ học. Đề ra là các bạn học ngành nào nha, như mình vừa nói đó. Kauffrau, Eisenhandel, Büro Kauffrau, Industry Kauffrau, hay là học học về Lager, thì các bạn cũng phải đi qua những cái môn này. Những cái vấn đề cơ bản về kinh tế thì các bạn phải biết nè, Wirtschaft và Recht nè, những cái vấn đề về luật trong kinh tế nè các bạn cũng phải biết. Tức là ở đây không phải là học chuyên sâu, nhưng mà vì là những cái ngành liên quan đến khâu manager về Fry á, thì các bạn đều phải biết những cái kiến thức cơ bản này. Và trong đây có cái môn marketing nữa, thì cái viết sắp Ordnung rồi viết sắp Politik thì các bạn là những cái ngành này, là cái cơ bản nhất mà các bạn phải học. Mình lúc mình học thì mình rất là hứng thú với mấy cái này, nhưng mà mình nghĩ là chắc người Việt mình ít bạn hứng thú lắm, chứ nếu mà có nhiều bạn hứng thú thì mình cũng muốn làm video clip chia sẻ về những cái này lắm. Bởi vì những cái từ vựng kinh tế bằng tiếng Đức các bạn biết không, nó khó lắm. Hồi hồi xưa mình học á, thì lúc đó mình gặp nhiều khó khăn trong cái việc dịch từ lắm, để hiểu cái từ á, tại vì là mình không phải là dân kinh tế, cho nên là có những cái từ mà thuật ngữ kinh tế trong tiếng Việt mình còn chưa có hiểu hết mà. Cho nên khi qua tiếng Đức thì nếu mà tìm một cái từ dịch tương đối á, chuẩn thì khó lắm. Chứ sau này mình mới chọn cách là dịch tiếng Đức luôn để học cho nó dễ. Rồi quay trở lại ha, thì sau khi các bạn đã xác định được cái nghề mà các bạn đã học á, thì các bạn khi mà xin được cái cú sai rồi thì các bạn cứ đi học, và đừng đừng nên đặt nặng cái vấn đề là các bạn phải ngại ngùng về vấn đề tuổi tác. Tại vì có những cái bạn mà mail cho mình đó, các bạn bảo là bây giờ là tôi hơn 30 tuổi rồi, thì bây giờ tôi đi học như vậy thì sẽ như thế nào, có ngại lắm không? Tại vì những người học nghề thì chừng mười mấy 20 tuổi á, nhưng mình khuyên là chẳng có gì là ngại đâu các bạn. Mình đi học thì mình xác định được cái mục tiêu học của mình là như thế nào, và từ đó mình cố gắng chăm chỉ thôi. Với cả là các bạn cũng đừng nên ngại kết giao với các bạn trẻ. Những cái bạn đó đó thì họ có những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm trong góc nhìn của người trẻ thôi. Đôi lúc thì góc nhìn của một người lớn thì các bạn có thể thấy nó hơi ngu ngơ, nhưng mà khi mà mình tiếp xúc nhiều hơn á, thì các bạn sẽ thấy là có những cái rất là thú vị. Với cả là cũng họ cũng rất là dễ thích nữa. Nếu mà các bạn có gì không hiểu thì các bạn cứ mạnh dạn hỏi, thì họ họ sẽ giải thích cho các bạn. Ok ha, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi cái số radio cùng bạn lần này. Cái số tiếp theo á, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về từng ngành học cụ thể luôn. Có một số bạn hỏi về ngành Lager, có một số bạn hỏi về Eisenhandel, cho nên mình nghĩ là mình sẽ làm từng số để giới thiệu về từng ngành, rồi mình cũng giới thiệu cho các bạn một số sách liên quan luôn để cho các bạn dễ tìm hiểu. Cảm ơn các bạn.